Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Key. Ngày hôm nay thì Key sẽ quay trở lại với mọi người với một cái trải bài, đó là năng lượng của tháng 11 thì có điều gì dành cho bạn. Chúng ta đã còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang tháng mới rồi. Và đương nhiên là đầu tháng, mỗi đầu tháng thì sẽ luôn có những cái video dự đoán tháng cho mọi người. Sau video này sẽ là video tình yêu của tháng, hoặc là video ai đang đến với bạn. Ok ha. Bây giờ thì Ki sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn. Các bạn ngày hôm nay thì chúng ta có 3 tụ bài ha. Đây là hôm nay chúng ta sẽ lựa hình của những cô gái. Đây là tụ bài số 1. Đây là tụ số 2. Và đây là tụ số 3. Mọi người có thể lựa chọn theo cái tấm hình nào mà mọi người thấy mọi người bị thu hút nha. Tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Và bây giờ thì khi sẽ nếu như mà mọi người chưa dọn được tụ bài cho mình á, mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và lựa chọn, hoặc là mọi người cứ nghĩ số 1, 2, 3 trong đầu của mình và mọi người thích cái số nào thì mọi người chọn thôi. Ngày hôm nay khi đã chia sẵn cái tụ bài, các cái tụ bài rồi. Ok, bây giờ khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài số 1. Để xem là năng lượng của tháng 11 các bạn chọn tụ bài số 1 có gì và điều gì là điều mà các bạn cần phải lưu ý trong tháng này. Các bạn có six. Các bạn có just free. Và các bạn có reach out. Để xem là các bạn sẽ có cái điều gì là cái điều quan trọng nhất mà các bạn phải lưu ý với cái tháng 11 này. Các bạn có Seven of Cups. Các bạn có Five of Pentacles. Các bạn có Ace of Pentacles. Các bạn có Hermit. Các bạn có Three of Pentacles. Và các bạn có The High Priestess. Tụ bài này có lẽ liên quan đến công việc tài chính nha, tại vì nó liên đến cái con đường công việc tài chính và cái con đường định hướng của bạn khá nhiều. Đầu tiên thì khi thấy á, dường như á, một vài bạn trong tụ bài số 1 này các bạn gặp khó khăn về mặt tài chính tiền bạc của mình. Thì nếu như cái khoảng thời gian đầu tháng hoặc là ở khoảng thời gian đang diễn ra này, cái khoảng thời gian tháng này, tháng 10 này hay là những tháng vừa qua mà các bạn gặp cái khó khăn về mặt tài chính, thì khi nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian tháng 11 này á, nó sẽ có một số cái cải thiện nhất định. Nó sẽ có những trong cái lúc khó khăn á, thì các bạn lại thấy được cho mình á những cái cơ hội mới nó đến, có những cái cơ hội mới nó đến và bạn nắm bắt, nếu như bạn nắm bắt được nó thì nghĩ những cái cơ hội này á nó là những cái cơ hội khá là tốt. Một cái nữa đó là khi dường như cảm thấy việc đó là bạn không phải là một người làm việc nhóm giỏi. Dường như bạn không phải là một người làm việc nhóm giỏi, bạn là một người mà thích cái sự độc lập, thích cái việc là làm một mình hơn. Ở bài đó bài Hermit và In the High Priestess nó cho cái cảm giác như thế, là bạn giỏi là làm việc một mình hơn là việc là bạn phải làm việc theo nhóm, bạn phải làm việc theo group. Thì có thể một điều diễn ra với bạn là trong tháng này á, bạn sẽ phải làm việc theo nhóm nhiều, bạn sẽ phải làm việc nhóm rất là nhiều. Mà nếu như mà bạn ở trong môi trường học đường á, thì bạn sẽ phải làm việc nhóm khá là nhiều, hoặc là trong môi trường công việc của bạn cũng vậy. Khi thấy ở đây, nhưng mà mọi thứ nó đến với bạn ở trong tháng này á, nó có những cái cơ hội nó đến và bạn có rất là nhiều những cái con đường để bạn lựa chọn. Có thể là việc bạn có thể bắt đầu một công việc mới, hoặc là bạn bắt đầu tìm được một cái hướng đi mới, và hoặc là bất kỳ một cái sự lựa chọn nào đó. Không đơn thuần nó là chuyện công việc không, mà cũng có thể đây là những cái sự lựa chọn nó liên quan đến môi trường tình cảm nữa. Nhưng mà khi thấy được cái điều đó là bạn dường như sẽ phải bỏ, phải thay đổi và sẽ phá đi cái giới hạn đó. Các bạn sẽ làm những cái việc mà nó vượt qua khỏi cái giới hạn, vượt khỏi cái tầm của cái giới hạn mà bạn đặt ra. Có nghĩa là bạn nghĩ rằng là bản thân mình không không làm được, nhưng mà bạn làm được điều đó. Bạn bắt đầu cảm thấy là mình exciting nhiều hơn, bạn cảm thấy là
Thì ra thật ra là bạn cảm thấy được những cái key mà nó có thể giúp bạn làm việc nhóm khá là tốt, bạn có thể kết nối nhiều hơn. Có thể là khoảng thời gian vừa rồi á, bạn không kết nối được với cái môi trường công việc hay là bạn bè xung quanh môi trường học tập của mình, nhưng mà cái khoảng thời gian tới á, khoảng thời gian tháng 11 này á, bạn sẽ kết nối được nhiều hơn bằng cách đó là bạn lắng nghe nhiều hơn, bạn lắng nghe mọi người nhiều hơn, bạn lắng nghe mọi thứ đang diễn ra xung quanh của mình. Và open up cũng có thể là việc là bạn bạn bước lên một cái level mới nữa, bạn bước lên một cái bậc cao mới nữa trong cái con đường của mình. Nếu như một vài bạn nào đi trên cái con đường tâm linh á, đi trên cái con đường là bạn là một người đọc bài tarot, hay là việc là bạn bạn làm, nói chung là làm những cái công việc liên quan đến tâm linh á, thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ đạt được, bạn sẽ bước thêm được một cái bậc trong cái hành trình của mình nữa, bước lên được một cái bậc mới, bạn khám phá ra được cái khả năng của mình trong cái ngành này, trong cái lĩnh vực này, nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trong cái con đường tương lai. Và cái việc ổn định stress free, cái việc ổn định, việc mà các bạn thở, việc mà các bạn bình tĩnh, việc mà các bạn kết nối với hơi thở của mình á, nó sẽ giúp cho các bạn bình tĩnh và các bạn có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt của mình trong năm tới, trong cái tháng này, trong cái quyết định này, trong cái con đường này. Các bạn có recovery. Wow, các bạn có romance, lá bài. Trong bộ bài câu trả lời của những thiên thần này chỉ có duy nhất một lá về tình yêu thôi là romance và trust. Dường như các bạn cũng liên quan đến cái hành trình chữa lành ha. Nếu như ở những cái tháng trước hay là những cái giai đoạn vừa rồi, rồi trải qua, các bạn chưa có thể nào chữa lành cho bạn, cho bản thân mình được, hoặc là các bạn vẫn đang cố gắng chữa lành, thì các bạn đang trong cái tháng này các bạn sẽ tìm được cái cách để mà bạn có thể chữa lành cho chính mình. Có thể là việc là đối diện lại với những cái nỗi đau đó, hay là việc bạn tham gia một cái lớp về healing, về chữa lành bản thân, về tìm lại gốc rễ của những cái vấn đề, những cái nỗi đau, những cái vấn đề cũ của bạn. Thì nó sẽ giúp cho các bạn chữa lành, và cùng một vài bạn á, thì cũng sẽ gặp được những cái cơ hội tình cảm. Như khi đã nói là khi mình nhìn cái Seven of Cups này thì nó không chỉ liên quan đến cái khía cạnh công việc nữa, mà một vài bạn đó là việc có những cái cơ hội tình cảm đến, có những cái cơ hội tình cảm đến với mình, cũng như là các bạn tìm lại cái niềm tin trong cái câu chuyện tình yêu, cái đời sống tình cảm của mình nữa. Ok, chúng ta nhìn lén một chút về cái tình yêu của tháng 11 của các bạn chọn tụ bài số 1 nha. Bởi vì là khi sẽ còn có một cái trải bài về tình yêu nữa, cho nên là chúng ta chỉ nhìn sơ qua thôi. Các bạn có attraction, các bạn có new love, các bạn có unrequited love, và các bạn có forgiving and learning. Đối với các bạn độc thân á, thì khi nhìn thấy được cái việc, tức là trước đây các bạn đã từng ở trong một cái mối quan hệ mà có thể nó đến rất là nhanh và đi rất là nhanh, các bạn không có đủ cái sự hấp dẫn, hay là các bạn không có đủ những cái kết nối để giữ nhau trong cái mối quan hệ đó, thì khi thấy được là các bạn sẽ gặp gỡ một ai đó trong tháng này, một cái người nào đó mà cái lá attraction đó, nó cho khi thấy được rằng là cái người này đến khi mà bạn đang độc thân và bạn tận hưởng cuộc sống của riêng mình, bạn cũng không còn quá nghĩ nhiều về công chuyện, về việc đời sống tình cảm, hay về về những cái tình cảm của mình nữa, mà trọng tâm của bạn là đang tập trung vào bản thân, đang tập trung vào cái hành trình của bản thân mình, và cái tình cảm mới này nó xuất hiện. Và việc là bạn cũng có thể bỏ qua cho quá khứ, việc bạn cũng có thể tha thứ cho quá khứ và rút được những cái bài học cho bản thân của mình. Một cái người mới nào đó họ sẽ xuất hiện trong cái môi trường tình cảm của bạn với một số các bạn chọn tụ bài số 1. Nếu như các bạn không phải là người đi tìm kiếm câu chuyện về tình công việc, như là những cái cơ hội về công việc lúc nãy, thì khi nó thấy là sẽ có những cái cơ hội tình cảm đến. Ok. Nhưng quan trọng nhất thì nhớ nha, có cái lá recovery thì nghĩ rằng là các bạn vẫn đang cần phải chữa lành rất nhiều, để các bạn có thể, nếu như bạn có gặp được cái người này á, thì nó cũng sẽ tốt hơn ha. Ok, đó là cái thông điệp của tụ bài số 1. Bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ số 2. Tụ bài số 2 là cái cô bé ngồi ăn kem, cô bé cầm cái kem
Các bạn có healing begin, các bạn có observe và các bạn có daydream and decisions. Các bạn có Queen of Pentacles, các bạn có The Sun, các bạn có Nine of Cups, các bạn có Ten of Cups, các bạn có Two of Wands và các bạn có Seven of Swords. Hey ya, tụ bài này. Khi nghĩ rằng là tụ bài này ở tháng, ít nhất là tháng vừa rồi hoặc là những cái tháng gần đây á, các bạn vừa chấm dứt một cái điều gì đó, các bạn vừa nhận một cái tổn thương rất là lớn. Có thể đó là tổn thương trong môi trường tình cảm hoặc là bất kỳ một cái tổn thương nào đó mà bạn cảm thấy giống như là mọi thứ, niềm tin trong bạn á, nó bị sụp đổ. Những cái niềm tin về tình yêu, những cái niềm tin về các cái mối quan hệ, hay là anyways một cái niềm tin nào đó mà bạn có rất là nhiều dành cho một ai đó hoặc là dành cho một cái việc gì đó, nó đã bị sụp đổ, nó đã bị dừng cái điều đó. Thì khi thấy á, việc đó là nếu như bạn vẫn đang chìm trong những cái điều đó thì cái tháng 11 này nó chính là cái tháng để mà bạn bắt đầu chữa lành cho bản thân mình. À, bạn sẽ có một cái góc nhìn mới, bạn sẽ có những cái góc nhìn mới cho bản thân của mình, một cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Giống như là nếu như bạn đang nhìn nó ở một góc nhìn nhất định thì cái tháng này là cái tháng bạn sẽ nhìn cái việc đó nó xảy ra với mình ở cái góc nhìn nhiều mặt hơn, ở cái góc nhìn đa chiều hơn, ở cái góc nhìn nó bao quát hơn. Hoặc đây sẽ là những cái sự tổn thương này nó sẽ xảy ra với bạn trong tháng 10. Khi không mang cái ý định là muốn hù các bạn, nhưng mà có thể là cái việc này nó không xảy ra trước đây thì nó sẽ là những cái việc xảy ra trong tháng 10 để nó dẹp đi tất cả những cái câu chuyện, những cái drama, những cái này giống như nó liên quan nhiều đến cái phần drama, tức là có một cái điều gì đó nó buộc phải xảy ra ở cái khoảng thời điểm này để nó buộc bạn phải giải quyết, để nó buộc các bạn phải trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình, buộc các bạn phải lớn hơn, có cái góc nhìn bao quát hơn cho cái thế giới mà các bạn đang nhìn thấy. Có thể rằng là việc á, các bạn xảy ra cái việc này á, thứ nhất đó là một, có thể là các bạn sẽ chạy trốn khỏi cái điều này, hoặc là các bạn sẽ bị cái người mà làm cái điều đó đó họ chạy trốn giải quyết, họ chạy trốn và họ không muốn giải quyết cái điều này, họ chối bỏ trách nhiệm của họ chẳng hạn, thì cái trách nhiệm này nó lại quy về bạn, thì bạn phải là cái người giải quyết rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt á, bạn càng bình tĩnh như thế nào, bạn càng lắng mình vào như thế nào, bạn càng cho bản thân mình cái khoảng thời gian để suy nghĩ, bất kỳ cái điều gì á, một cái drama nó đến với mình trong cái khoảng tháng 10 này với các bạn nhận tụ bài số 2 á, thì khi nghĩ rằng là quan trọng nhất là các bạn phải giữ được cái bình tĩnh. Hoặc đó là việc bạn bị một ai đó lừa dối á, mà khi mà các bạn phát hiện ra, cái điều quan trọng nhất là bạn hãy bình tĩnh và quan sát nó, xem rằng là sự thật nó có phải như vậy hay không, cái góc nhìn của bạn nó đang đúng hay không, và cái điều này nó có phải thật sự là cái điều như thế hay không. Một cái nữa đó là việc đó là khi còn thấy một cái điều nữa đó là có thể nếu như đây là một cái tổn thương đã từng xảy ra trong quá khứ rồi thì có thể là sẽ có một ai đó họ quay về và họ xin lỗi. Họ quay về và họ xin lỗi, họ gửi một cái lời xin lỗi đến với bạn. Nhưng mà khi nghĩ rằng là nếu như khi nghĩ rằng là bạn bây giờ ở thời điểm này đã có thể sẵn sàng và chấp nhận cái lời xin lỗi của họ rồi, có thể họ là một cái người gây ra cho bạn, có thể đó là một cái người yêu cũ hay là một cái người nào đó cũ hay là một cái người bạn, hay là nói chung nó liên quan đến những cái nỗi, những cái tổn thương, những cái điều mà gọi là người ta làm sau lưng của mình đó mà mình không biết, thì nó sẽ được thay đổi và sẽ có những cái sự người người này sẽ có những cái người họ tìm đến để mà họ xin lỗi bạn. Nếu như mà đây là những cái drama, những cái điều nó đã xảy ra ở trước đây rồi. Còn nếu như nó đã xảy ra trước đây thì tháng 10 này nó sẽ là cái tháng mà gọi là tháng tháng mà bạn cảm thấy là bản thân bạn đã rất là vui vẻ, rất là đầy đủ, và bản thân bạn đã có thể tự làm mình
hạnh phúc và không có trông đợi bất kỳ một cái niềm vui nào đến từ những cái người nào khác, hoặc là việc là bạn mong chờ một ai đó mang cái tình yêu đến cho bản thân của mình, hoặc là việc là bạn dựa dẫm vào những cái người bạn bè xung quanh á, thì bạn tự vui trên được chính cái niềm vui của mình. Sau những cái biến cố, với những cái vấn đề, những cái xích mích, những cái điều xảy ra không hay đó, thì bây giờ bạn đã biết được cái cách để tự làm cho chính mình vui, và bạn cũng đã tha thứ được cho những cái người đã gây ra những cái lỗi lầm đó với mình. Thì đó là hai cái góc mà Ki thấy của tụi hai, tức là có hai cái vấn đề nó xảy ra như thế. Một là những cái điều nó chưa xảy ra thì nó sẽ xảy ra trong tháng 10. Hai là nếu như xảy ra rồi thì cái tháng này sẽ là một cái tháng mà bạn cảm thấy là mọi thứ nó đã bắt đầu nhẹ nhõm đi rất nhiều và bắt đầu cảm thấy được là mình rất là vui vẻ. Hoặc là bạn đang có một cái ước mơ nào nha. Khi cảm thấy được, vì là nếu như các bạn chọn bài số 2 này, đang có một cái mơ ước, đang có một cái giấc mơ, hay là một cái định hướng, một cái quyết định nào mà bạn muốn thực hiện á, hoặc là một cái giấc mơ nào đó mà bạn bạn đang trong cái quá trình bạn muốn, rất là muốn nó thành hiện thực á, thì có thể là trong tháng 11 này nó sẽ diễn ra một cái ước mơ nào đó của bạn. Một cái giấc mơ nào đó của bạn nó sẽ trở thành hiện thực, và thế nghĩa là bạn đã mơ về bất giấc mơ này rất là nhiều. Bạn đã mơ về giấc mơ này nhiều rồi. Mà cái tháng này chính là cái tháng mà cái điều này nó diễn ra. Hoặc là bạn sẽ đưa ra một cái quyết định là bạn cho phép cái điều này diễn ra, hoặc là thực hiện cái điều này. Các bạn có peaceful resolutions, các bạn có meditation bring answers, và các bạn có reconsider. Cái bình yên nó sẽ, nhưng khi nó là cái bình, cái mà drama, những cái điều nó đã xảy ra với bạn á, thì cái tháng này là cái tháng mà bạn bắt đầu cảm thấy bình yên. Bạn cảm thấy mọi thứ nó về đúng với cái trật tự của nó, bạn cảm thấy mọi thứ nó đã được trả về đúng với cái vị trí của nó, và ai là người đúng, ai là người sai lúc này nó đã không còn quan trọng với bạn nữa. Quan trọng lúc này là ai đó có thể sống yên cái phần hạnh phúc, sống riêng cái phần mà người đó có thể. Chứ việc truy cứu trách nhiệm hay là việc mà các bạn nhìn về những cái điều này nó cũng không còn quá nhiều nữa, mà bạn đang tập trung xem xét lại cái con đường tương lai của mình, bạn đang tập trung xem xét và bạn đang tập trung suy nghĩ rất nhiều về cái con đường của mình. Nếu như với một số bạn là có những cái mối quan hệ cũ họ quay trở lại, một cái mối quan hệ bạn bè cũ hay là một cái mối quan hệ người yêu cũ nào đó họ quay trở lại, họ xin lỗi bạn hay là họ yêu cầu một cái offer gì đó với bạn á, bạn sẽ suy nghĩ và bạn sẽ nhìn nhận, xem xét giống như là kiểm tra lại trong chính bản thân của mình, xem xét lại tất cả cái quá trình của bạn và cái người đó, xem xét lại cái tình cảm của mình và cái người đó, xem xét lại cái liên kết giữa mình và cái người đó, xem là có nên còn tiếp tục với người này hay không, xem là có nên tiếp tục chơi với người này hay không, hay là xem có nên tiếp tục yêu cái người này hay không, thì bạn sẽ đưa ra những cái quyết định của mình trong cái tháng này. Một vài bạn á, thì nếu như mà nó có thể là liên quan là các bạn không thông qua cái việc mà thiền định, thông qua cái việc mà các bạn kết nối với bản thân, kết nối với cơ thể của mình, kết nối với thiền với nhạc hay là thiền với nến á, nó sẽ giúp cho các bạn tìm thấy câu trả lời mà các bạn mong muốn nếu như mà các bạn bị phân vân trong cái việc quyết định. Chúng ta sẽ nhìn lén qua những cái lá bài tình yêu một chút, bởi vì là khi sẽ có những cái trả bài tình yêu cho tháng nữa, nhưng mà ở cái tụ bài này á, thì mình nhìn lén về cái năng lượng tình cảm một chút ha. Các bạn có You Deserve Love, bạn có Healing Family Issue, bạn có Chemistry, và bạn có Wedding. Ok, nhưng khi thấy á, thì cuối cùng thì bạn cũng nhận ra được rằng là mình là một cái người xứng đáng để yêu thương như thế nào, bạn cũng nhận ra được sau những cái drama, sau những cái sự việc nó xảy ra, khi không nói đến cái việc đó là bạn 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 bị xem thường hay là bạn bị đánh giá thấp, nhưng mà bản thân bạn á, qua những cái điều xảy ra, bạn cũng đã từng nghi ngờ về cái khả năng của bản thân của mình. Nhưng mà cái tháng này là cái tháng mà bạn bạn lấy lại cái điều đó, bạn bạn tin vào cái bản thân của mình, bạn tin vào cái khả năng của mình, bạn tin vào cái sự hấp dẫn riêng của mình, và những cái yếu tố về gia đình nó cũng liên quan đến bạn rất là nhiều. Và bản thân nếu như đây là môi trường tình cảm á, khi nghĩ rằng là sẽ có một cái người đó có những cái kết nối rất là mạnh với bạn, một cái người đó có kết nối rất là mạnh với bạn, và có thể một vài bạn lại nhận được một cái offer gì đó rất là hứa hẹn,
một cái offer gì đó mà nó rất là đáng mong đợi ở đây trong cái môi trường tình cảm của bạn với một cái người nào đó dành cho bạn, dành cho những cái bạn mà đã có đối tượng rồi thì có thể sẽ nhận được một cái offer nào đó rất là hứa hẹn đến từ cái đối tượng của bạn. Còn những bạn độc thân á thì khi lại không thấy quá nhiều cái nguồn năng lượng ở đây, mà chủ yếu là đến từ một cái người mà các bạn, những cái bạn mà đã có đối tượng rồi mà thôi. À, một cái bạn những cái bạn những có cái đối tượng mà bạn cảm thấy cái sự liên kết giữa bạn và cái người này á nó rất là mạnh mẽ và nó rất là chặt chẽ á, thì có thể là các bạn sẽ nhận được một cái offer đó từ cái người này. Ok, đó là cái thông điệp khi có cho tụi bài số 2. Nhìn chung là cái nguồn năng lượng, bởi vì đây là một cái tụ trải bài mà nhìn nhìn chung về những cái điều mà nó diễn ra trong tháng thôi, không nhất thiết là nó sẽ trải đều hết cả tháng, nó có thể xảy ra ở một khoảng nhất định trong tháng thôi, nhưng mà nó là một cái năng lượng nổi bật nhất trong tháng mà nó sẽ xảy ra với bạn á, thì khi đọc thôi, nên là mọi người cũng không cần phải quá lo lắng nếu như mà nghe thấy những cái điều gì nó hơi drama một chút, bởi vì cuộc sống của chúng ta không thể nào mà lúc nào nó cũng yên bình, lúc nào cũng tươi đẹp được, nó phải luôn phải có những cái điều đó để nó khích bản thân mình phát triển lên từng ngày. Các bạn đến với tụ bài số 3. Các bạn đến với chúng ta đến với tụ bài số 3, tụ bài cuối cùng. Các bạn có bu open up. Open up, các bạn có moving on. Bạn có strengthening bond. Bạn có eight of swords. Trời ơi, 8 kiếm. 8 kiếm, 9 kiếm, 10 of pentacles, 4 of pentacles. Tụ bài số 3 ơi, các bạn sao thế? King, Queen of Swords và Knight of Cups. Ai, tụ bài số 3 ơi, sao thế này? Đầu tiên khi phải nói là các bạn tụ bài số 3 lại một lần nữa khi thấy một cái nguồn năng lượng nó không mấy là tốt ở cái tụ bài này. Đầu tiên là phải nói rằng là các bạn dường như các bạn đang rất là được thúc đẩy để mà bước ra khỏi một cái điều gì đó, không biết là một cái mối quan hệ hay là một cái môi trường công việc, nhưng các bạn đang được thúc đẩy để bước ra những cái điều này. Và bản thân trong cái tháng này á, các bạn sẽ bị gặp những cái tình huống, thứ nhất đó là nó bạn những cái tình huống trong cái môi trường công việc hay là trong cái môi trường tình cảm của bạn, nó bị trigger lên những cái tổn thương, nó bị trigger lên những cái nỗi sợ, khiến cho bạn cảm thấy bị bế tắc, không biết giải quyết như thế nào, khiến cho bạn cảm thấy mất ăn, mất ngủ, khiến cho bạn cảm thấy lo lắng, khiến cho bạn suy nghĩ về nó rất nhiều. Thứ nhất là có thể là về cái môi trường nào đó mà nó đã rất là thân thuộc với bạn, nó rất là thân quen với bạn. Một cái môi trường công việc ổn định, à, các bạn xem đó là một cái môi trường rất là ổn định, nhưng đến cái thời điểm này nó lại có những cái sự việc xảy ra như thế. Hay là bản thân trong cái môi trường tình cảm của bạn á, nó xảy ra những cái bất đồng nhất định mà các bạn không nói được, các bạn không đưa ra được cái quyết định, các bạn không nói được cho cái người đó hiểu, hay là các bạn không thể giải thích được những cái điều này với những cái mối quan hệ xung quanh của mình để mà nó có thể thông cái đường đó. Thì cái điều ở đây nó là nó là một cái hồi cảnh báo cho bạn là đã đến lúc bạn phải ra khỏi cái môi trường này, bởi vì cái môi trường này nó không còn phù hợp với bạn nữa. Có thể những cái drama, những cái liên hệ của bạn á, liên quan đến một cái người nữ hoặc là một cái người nào đó mang nguồn năng lượng nữ tính, họ mang cái nguồn năng lượng nữ tính nhiều hơn, hoặc bạn là một cái người năng lượng nữ tính đó, thì rất có thể là nó sẽ liên quan đến những cái drama này, những cái drama, những cái vấn đề nó xảy ra, những cái vấn đề nó xảy ra, hay là cự cãi hay là cái gì đó. Nói chung là khi thấy là việc là những cái vấn đề nó xảy ra nhưng mà bạn lại là cái người không thể nói lên được cái chính kiến của mình, bạn không thể nói lên được cái suy nghĩ của mình, nó hơi 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 rất là kiểu là bạn bị dồn á, tất nhiên là kiểu là mọi người tấn công mình đó mà mình không thể nào phản kháng lại được. Rồi thì bạn phải buộc phải ra đi, buộc phải phải bước đi, buộc phải đi tìm cái điều mới, hay cái điều mới nó đúng hơn với bạn.
Có thể là bạn thấy rằng là cái môi trường nếu như mà bạn ở lại á, thì nó sẽ yên bình hơn. Ở lại thì bạn thấy là nó cứ trôi, cuộc sống cứ trôi như thế là ok với bạn rồi, bạn chấp nhận. Nhưng mà bởi vì nó là chính là những cái điều đó, nó là những cái vật cản, nó là những cái khó khăn thử thách á, mà nó giữ bạn mãi ở trong cái môi trường này, nó giữ bạn mãi trong cái môi trường tình cảm này, nó giữ bạn mãi trong cái môi trường công việc này, thì maybe những cái điều này á nó xảy ra trong cái tháng này để mà bạn thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà một cái điều khi thấy là nếu như mà bạn đi á thì bạn sẽ rất là giàu. Nếu như là công vấn đề công việc á thì là bạn đi khỏi cái môi trường này thì rất là giàu. Còn nếu như mà bạn ra khỏi cái môi trường tình cảm này á thì cũng thấy là mọi thứ tương lai á, nó sẽ tốt lên hơn nhiều. Tốt hơn nhiều chứ không phải là tốt ít đâu. Nó tốt hơn nhiều với cái môi trường cũ của bạn nữa, nó sẽ là đánh dấu một cái bước phát triển của bạn luôn. Thế bạn có take action nè. Wow, các bạn abundance và các bạn có listen your intuitions. Khi nghĩ là các bạn không phải là cái người không nhận thức được cái việc là mình đang được thúc đẩy để bước đi, nhưng mà bạn đang là cái người bị ego của mình, bạn đang là cái người bị cái nỗi sợ, bạn đang là cái người bị cái bản ngã bóng tối của mình, bạn không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình mà để mà bạn có thể gặp một cái điều tốt hơn. Bạn bạn nhận thức được là bạn có những cái điều đó và bạn có thể làm ở những cái điều mới, bạn có thể tiến đến những cái điều mới, bạn có thể bước đến những cái điều mới, nhưng bản thân bạn không đưa ra được cái quyết định này thì cái tháng này sẽ có những cái điều xảy ra nhất định để buộc bạn phải đưa ra những cái quyết định đó để bạn đến với những cái abundance, những cái phát triển, những cái điều nó liên quan đến mặt những cái khoản về tài lộc nó đến trong với bạn. Nhưng cái điều quan trọng là bạn phải bước ra khỏi cái điều này, bạn phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình, bạn phải bước ra khỏi cái môi trường mà nó đã không còn phù hợp, một cái môi trường mà nó quá ổn định luôn á, cái môi trường nó quá ổn định, nó khiến cho bản thân bạn không còn tìm thấy cái sự phát triển của mình ở trong đó nữa ha. Chúng ta có this could be the one nè, các bạn có let's go control this. Wow, get to know each other và romantic feeling. Đến lúc tình cảm nó vẫn có cái lá let's go of control need seal. Dường như là nếu như mà bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn này của mình á, trong cái môi trường tình cảm của bạn, nó sẽ đối với một số bạn là cái môi trường tình cảm á, thì là cái môi trường khi bạn bước ra khỏi á nó sẽ thấy được những cái điều mới, những cái điều cơ hội đến, bởi vì là vũ trụ sẽ không cho bạn thấy là vũ trụ sẽ không phải là cái người mà vẽ ra cho bạn con đường là ừ bạn đi bước A thì bạn sẽ thấy bước B như thế này, bước C, bước D như thế này, cái đỉnh cao của thành công nó như thế này. Nhưng mà khi mà bạn ở trong cái vùng an toàn này á, bạn không thấy được những cái điều mới, mà khi bạn bước ra khỏi cái điều đó rồi á thì đột nhiên những cái điều này, những cái cơ hội này nó đến. Vũ trụ không bày sẵn hết cái con đường cho các bạn đi, mà cái vũ trụ chỉ thúc bạn đi ở một cái khoảng điểm đó, và khi bạn đi rồi thì bạn mới thấy được cái thành quả đó của mình. Ok, một cái thông điệp gì đó nó liên quan đến hai cái khía cạnh, thì tùy thôi là bạn ở đâu ở tụ ba, bạn 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 đang ở cái trường hợp nào thì bạn đổi nghe cái thông điệp, lắng cái thuộc nghiệp đó cho mình thôi. Ok, đó là ba tụ ngày hôm nay, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nghe cái video này, và khi mong rằng là mọi người sẽ nhận được cái thông điệp phù hợp với mình, và khi sẽ up cái video này lên, và hẹn gặp lại mọi người ở video dự đoán tình yêu cho 12 cung, dự đoán tình yêu tháng 11 sắp tới. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau, bye bye.